Như vậy người đã đánh đầu chính xác ở trong pha bóng vừa rồi là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Bây giờ thì Đặng Văn Lâm cũng đã lên tham gia tấn công trong pha bóng có thể xem là cuối cùng của trận đấu này. Liệu rằng phép màu có xảy ra với đội chủ sân Quy Nhơn? Quả đá phạt góc sẽ được thực hiện lại. Mọi thứ đang rất hồi hộp và nín thở vào thời điểm này. Bốn vẫn còn, vẫn không thành công.